trẻ con như tờ giấy trắng. Người làm đẹp nên bức tranh đó duy nhất chỉ có ba mẹ. Đó là việc mà người phụ nữ như con phải làm để cho gia đình mình hòa thuận, êm ấm. Kiều, ba thành thật xin lỗi con. Những sự tức giận, bướng bỉnh của trẻ đôi khi làm ba mẹ phiền lòng. Nhưng có khi nào ba mẹ tự hỏi tính cách của con có chịu sự ảnh hưởng từ ba mẹ? Những cư xử hàng ngày của ba mẹ lâu dần sẽ in đậm trong ký ức của con. Tất cả người phụ nữ đều như vậy, bởi vì có những người đàn ông như ba. Trong chủ đề Đừng để sau này phải cúi đầu xin lỗi con, hãy lắng nghe những câu chuyện chia sẻ thực tế của các khách mời, diễn viên Ngọc Tưởng và diễn viên Ngân Quỳnh cùng chuyên gia tâm lý Hữu Long. Đôi khi là mình do hoàn cảnh gia đình hay là xuất thân mình như thế nào, có những chuyện thực ra mình làm không được. Nó là đơn giản là họ vẫn có niềm vui của họ. Bởi vì mỗi người chúng ta sẽ có một cái giá trị nhất định ở ngoài xã hội và trong gia đình. Mình thấy cái đứa con gái mình nó cực thì mình mới nghĩ ra, à thì ra ngày xưa mình quá vô tâm. Mình để cho vợ mình là phải lao tâm khổ trí. Đón xem Phụ nữ ngày nay được phát sóng vào lúc 17 giờ Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.